Liên đội trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn. Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, thực hiện kế hoạch số 97 ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Lai Châu về việc tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Lai Châu. Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Liên đội trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên đã tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn năm học 2023-2024. Với mục đích tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống vẻ vang 93 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên của thiếu nhi Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động của đội. Thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2024, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024. Về dự ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, Liên đội trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên rất vui mừng được chào đón sự hiện diện của đồng chí Bùi Thị Thương, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Tân Uyên, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thị trấn, cô Phan Thị Nga, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, các anh, chị phụ trách các chi đội và các đội viên, thiếu niên nhi đồng toàn trường. Tại buổi lễ, các bạn thiếu niên, nhi đồng đã được cô giáo Phan Thị Nga, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát động hưởng ứng 7 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi Lai Châu chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, triển khai chương trình thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện trong năm học 2023-2024. Tại ngày hội, các bạn thiếu niên, nhi đồng đã được tham gia tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ bằng hình thức hái hoa dân chủ. Tại đây, các bạn được ôn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ động viên to lớn và để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhớ lời Bác dạy, mỗi người tốt một việc tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Các bạn thiếu niên, nhi đồng của liên đội đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và học tập xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Tiêu biểu liên đội đã có 10 bạn đội viên, nhi đồng thực hiện được nhiều việc làm tốt như nhặt được của rơi trả người đánh mất, giúp bạn cùng tiến bộ trong học tập. Đã được cô giáo Phan Thị Nga, hiệu trưởng, đồng chí Bùi Thị Thương, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Tân Uyên khen thưởng động viên. Ban chỉ huy liên đội trân trọng gửi lời cảm ơn tới các quý vị đại biểu, các anh chị phụ trách đã đến dự ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn của liên đội trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo sức khỏe, công tác tốt, chúc các bạn đội viên, nhi đồng chăm ngoan học giỏi.